Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gabon, ông Yves Fanon Manhombi đã ký ý định thư về hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai bộ. Được biết năm 2021, tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Gabon đạt khoảng 63,5 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với năm 2020. Việt Nam xuất khẩu sang Gabon chủ yếu các mặt hàng gạo, sản phẩm chất dẻo, hàng hải sản, hàng rau quả, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quặng khoáng sản. Mặc dù thương mại song phương ghi nhận sự tăng trưởng, tuy nhiên kim ngạch hai chiều chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của các bên. Việc ký ý định thư về hợp tác kinh tế và thương mại lần này là văn kiện cơ sở tạo tiền đề để hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác và đối thoại trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hướng tới mục tiêu cải thiện và đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại song phương, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh trên cơ sở lợi thế của mỗi nước và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế đặc biệt đây là cơ sở để hai bên nghiên cứu tới khả năng thành lập nhóm công tác chung giữa hai bộ để điều phối các hoạt động tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại mou trong thời gian tới